Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, cho mình lời nói đầu tiên là mình gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã xem video của mình. Ngày hôm nay mình đang ở cửa hàng đồ gốm cổ ở bên Nhật Bản đây mọi người. Hôm nay nó có rất là nhiều đồ. Riêng hôm nay mình sẽ quay về những cái đĩa xanh lan mặt nó từ 60, từ 47, 47 không phải 60, từ tầm 47 đổ xuống. Mình sẽ quay cho mọi người xem và để xem mọi người ai có nhu cầu thích cái đĩa nào thì mọi người hãy liên hệ với mình để mình mua cho mọi người nhé mọi người nhé. Đầu tiên mình sẽ quay cho mọi người xem một cái đĩa. Mình quay đã xong rồi mình sẽ đo cho mọi người xem. Đây, cái mặt trước của nó đây mọi người. Đây là một chiếc mặt trước nó đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ quay mặt sau cho nó mọi người xem nhé. Đây, mặt sau của nó đây mọi người. Mặt sau của nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái chân mà để người ta đặt lên cái bàn quay để người ta làm đấy mọi người. Bây giờ nó vẫn còn 7 cái chân đấy. Cái đĩa này được từ rất là lâu rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đo kích thước nó cho mọi người xem nhé. Cái đĩa này thì mặt của nó rơi vào cái tầm 47 như vậy. Cái đĩa này mặt của nó 45 mọi người nhé. Cái đĩa này mặt 45. À, đây là một cái. Một cái. Đây là cái thứ hai mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đo cái mặt trước cho mọi người xem. Đây không biết mọi người có nhìn thấy không. Nhưng mà mình sẽ đọc đúng kích thước cho mọi người. Mặt của nó là 46. Mặt cái này là 46 mọi người nhé. À, đây là mình sẽ quay lại đây. Đĩa ơi, rất là đẹp luôn. Toàn bộ là vẽ tay từ rất là lâu rồi mọi người. Đây, mặt sau nó đây mọi người. Đều có những cái chấm này là ngày trước là họ để họ quay, họ làm ấy. Những cái chân nó trống ở đây. Nhưng thời bây giờ thì không còn nữa. Đây mọi người. Đấy. Đây, mọi người thấy đẹp. Rất là đẹp luôn. Đó, đây là cái này nhá. Ở đây là cái thứ ba mọi người. Cái thứ ba này mình sẽ đo mặt cho mọi người trước nhé. Cái này là 4675 mọi người. Cái đĩa này thì rất là đẹp luôn mọi người. Đây, mình quay cho mọi người xem. Đấy, đây là cái đĩa này là 5 chú tiểu. Rất là đẹp luôn. Đây mặt đằng trước của nó. Mọi người nhìn thấy quá đẹp không? Em quay sát lại 5 chú tiểu cho mọi người xem. Đấy, đây là mặt đằng sau của nó đây mọi người. Đấy, như cái chân để ngày trước họ đặt vào để họ làm ấy, nó cũng không còn. Rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn mọi người. Đĩa này thì mặt nó nhỏ hơn. Cái đĩa này từ thời Minh nhé mọi người nhé. Mình đo cái trước cho mọi người xem cái này. Đấy, đây cái này là mặt nó 40,5. Mặt 40,5. Đây mọi người. Họa tiết xanh lam, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ quay mặt sau cho mọi người xem. Đây mặt sau của nó đây. Mặt sau thì toàn bộ là nó như giống nhau hết. Những cái đĩa xanh lam toàn bộ ở mặt sau. Nó có chấm này như này. Cái nào cũng như cái nào đó mọi người nhé. Không phải là khác nhau cái nào cũng như thế. Thì đây mọi người nhìn đằng sau là mọi người. Nếu mà những người nào mà sành mà biết chơi đồ gốm cổ thì sẽ nhận biết là cái này là từ bao giờ luôn, từ đời nào luôn. Đấy mọi người, rất là đẹp luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ đi lấy một hai cái đĩa nhỏ hơn để mình quay cho mọi người xem nhé. Bây em quay đi theo anh để anh lấy một hai cái đĩa nhỏ để anh quay cho mọi người xem. Đĩa mặt nó nhỏ, rất là đẹp luôn. Đây chẳng hạn như cái này. Đấy, họa tiết xanh lam rất là đẹp luôn. Mình đo cái mặt này cho mọi người xem nhé. Đây cái này mặt nó nhỏ hơn. Mặt cái này là 27. Rất là đẹp luôn. Họa tiết đây mọi người. Đấy. Bây giờ mình đây mặt sau của nó đây mọi người. Mặt sau của nó đây. Những cái đĩa này là nhỏ hơn thì là nó không có những cái chân bám. Đây là nó có một chút méo ở đây là trong khi người ta nặng đất sét đi mọi người. Nó bị méo đây chứ không phải là bị vỡ mọi người nhé. Đây rất là đẹp. Rất là cổ luôn. Đó, đánh một cái này. Mình sẽ lấy cái nữa mình quay cho mọi người. Đây. Cái này nữa mọi người.
Đây là nó có một cái vết vết cháy khi nung, mọi người, là khả năng là khi nung nó bị cháy một chút ở đây, nó rất là nhỏ. Đây mặt đây. Đấy, bây giờ mình sẽ đo mặt cho mọi người xem. Mặt của nó là 31,5, rất là đẹp luôn. Đây phía sau ở đây, cái này thì nó to hơn thì nó lại phải có một cái chấm trống ở đây. Đấy, mọi người nhìn kỹ thì nó có một cái chấm ở đây, em quay sát ở đây cho mọi người nhìn thấy. Đấy, một cái nhá. Đây mình quay lại mặt cái đằng trước cho mọi người xem. À, đây còn cái này nữa, mình sẽ quay cho mọi người. Hôm nay thì mình cái video này của mình thì mình sẽ làm chuyên về những cái gốm màu xanh lam. Đây một chiếc này nữa mọi người. Đó, đây là mặt đằng trước nó nhé, cái mặt đằng sau đây mọi người rất là đẹp luôn. Đó, đây mình sẽ đo cho mọi người xem. Đây, mặt của cái này là 31,5. Những cái viền này là ngày xưa họ làm ấy, làm như kiểu cánh hoa nên nhưng mà nó không được đẹp như bây giờ. Trông nó rất là hay phải không mọi người? Nó không tròn nhưng mà nó không hẳn là ra cánh hoa như nào cả. Đấy, trông rất là đẹp. Đấy, rồi nha. Ở đây mình sẽ quay cho mọi người xem cái đĩa vuông nữa. Đây mọi người, đây có một chiếc đĩa hình vuông. Đấy, họa tiết đây mọi người, màu xanh lam. Đấy, bây giờ mình sẽ đo kích thước cho mọi người xem nhé. Đấy, của nó là 31,5. Còn đằng sau của nó đây mọi người. À, cái này thì nó có cả triện mộc ngày xưa nữa. Đây là cái triện mộc đây mọi người. Đấy. Triện anh quay thế nào? À, thế triện ngược mọi người. Đây. Đây là triện của nó đây. Đấy, ngày xưa cái làm cái thời cổ ngày xưa làm rất là đẹp. Đây mọi người, tất cả những cái đĩa nó ở trên cao này, rất là lớn luôn. Đây ví dụ như cái đĩa này. Cái đĩa này nó rất là to luôn. Cái này là mặt nó 47 mọi người nhé. Đấy, như cái đĩa trên này mặt 47 có 3 cái. 3 cái thì cái ở giữa này nó bị nứt rồi. Chứ còn hai cái bên này nó vẫn còn lành tít, lành nguyên, không có một bị vết sứt mẻ gì cả. Còn ở bên dưới này là những cái đĩa nhỏ. Rất là nhiều luôn. Ở đây em đi ra quay sơ qua ở bên này rồi, còn rất là nhiều đĩa. Ở bên ngoài này còn rất là nhiều đĩa hơn mọi người. Ví dụ như những cái đĩa này, nó còn rất là nhiều luôn mọi người. Nói chung là ở cái cửa hàng này thì là nó rất là nhiều đĩa mọi người. Nhưng mà mình cũng không thể quay được chi tiết tất cả các mặt hàng đĩa như này. Nếu mà mọi người nào ai có nhu cầu lấy cái hàng nào thì mọi người cứ inbox của mình, thì sau đó mình sẽ lên, mình sẽ chụp ảnh, mình sẽ gửi giá và thông tin của nó gửi đến cho mọi người. Mọi người ưng ý thì mọi người đặt hàng mình sẽ lấy về, mình sẽ chuyển về Việt Nam cho mọi người. Mình sẽ khi các bạn đặt hàng mình sẽ bao cho các bạn là vỡ hay là bị hỏng vỡ gì về đến Việt Nam, nếu mà có bị hỏng hay là bị vỡ gì mọi người có thể, mình sẽ trả lại hết tiền cho mọi người nhé, mọi người nhé. Mọi người cứ yên tâm về bạn đặt hàng của mình. Thôi mình cũng xin phép kết thúc video đây mọi người. Mình chỉ quay được như thế thôi. Còn mọi người ai mà có muốn nhu cầu liên lạc với mình nhé mọi người nhé. Mọi người hãy liên lạc mình qua Zalo, số điện thoại Zalo của mình là 0962 949 668. Mọi người cứ liên lạc với mình nhé mọi người nhé. Thôi mình một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và luôn ủng hộ xem video của mình. Mình xin chào tất cả mọi người.